Thưa quý vị và các bạn, là nông dân, cách tốt nhất để học tập và làm theo gương Bác là phải biết yêu quý đồng ruộng, nỗ lực tìm hướng phát triển, làm giàu trên chính quê hương. Đó là suy nghĩ mộc mạc của ông Nguyễn Nam Thái, một lão nông ở thị xã Mỹ Hào. Vào những năm 2000, Mỹ Hào có tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp dịch vụ nhanh và mạnh nhất của tỉnh Hưng Yên. Trong lúc người người nhà nhà bỏ ruộng, chuyển nghề sáng cấy chiều gặt, tức là đi làm trong các nhà máy xí nghiệp, hàng quán dịch vụ, thì ở phường Phùng Chí Kiên có một lão nông lặng lẽ đến từng hộ dân bỏ hoang ruộng đất, xin mượn, xin thuê lại để cấy lúa. Sau hơn chục năm cần mẫn tích tụ, cánh đồng của ông đã rộng tới 45 hectare, chiếm 1/3 tổng diện tích đất nông nghiệp của cả phường Phùng Chí Kiên. Cánh đồng này được người dân nơi đây quen gọi là đồng ông Thái. Xuất phát từ cái mình thích yêu đồng ruộng là một, cái thứ hai là cái thấy cái đồng ruộng của nhân dân người ta bỏ hoang nhiều, người ta đi hết làm công ty này công ty khác thì mình tích tụ lại cái diện tích để mình phát triển. Là ruộng đồng bà con lại bỏ đi thành bỏ hoang hóa nhiều quá thì nó bỏ phí, là mình sẽ tích tụ lại để mình làm cho nó đồng loạt thì nó sẽ tạo nên cái năng suất và cái hiệu quả hơn nếu như mà mình nắm manh mún. Để canh tác hiệu quả trên cánh đồng diện tích lớn, không chỉ đòi hỏi tình yêu đồng ruộng và sự cần cù chịu khó là đủ, mà ông Thái còn mạnh dạn đầu tư khoa học kỹ thuật vào toàn bộ quá trình sản xuất. Tính đến thời điểm này, ông Thái đã đầu tư trên 2 tỷ đồng, mua máy bơm nước, máy cày, máy gặt và xây nhà, xây lúa. Ông cũng thuê thêm 10 lao động cùng vợ chồng ông chăm lo đồng ruộng. Năm 2020, ông đã thu hoạch từ cánh đồng này được 500 tấn thóc, trừ chi phí lãi 500 triệu đồng. Quan trọng nhất là cái giảm cái chi phí đầu vào. Bây giờ công lao động của sản xuất nông nghiệp là rất cao và cũng không có người lao động. Thì mình đưa máy móc vào sẽ giải quyết được cái khâu lao động. Đấy, và cái mình muốn làm nhiều thì phải kịp thời vụ. Nó sẽ hạn chế được cái rủi ro của thiên nhiên nhiều. Và cái cây lúa phát triển đồng đều thì nó sẽ là cái năng suất cao hơn. Cộng với cả cái diện tích lớn thì cái chi phí của mình sẽ thấp đi. Thì gia đình Thái đã đầu tư và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Như thế này thì tôi thấy đã giảm được phần ruộng mà nhân dân bỏ không cấy. Thứ hai là tạo điều kiện phát triển kinh tế cho bà con dân đối địa phương. Thứ ba nữa là áp dụng được cái tiến bộ khoa học này không những địa phương Hưng Yên mà các địa phương khác. Đấy cũng là rất là tốt mà mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Tích tụ dụng đất, mở rộng cánh đồng mẫu lớn, mạnh dạn đầu tư khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, tạo giá trị kinh tế cao là những đánh giá ghi nhận của Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào đối với cá nhân ông Nguyễn Nam Thái tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức trong tháng 4 vừa qua.